say, ta say rồi sẽ quên. Người ta thường nói khi yêu là gian dối. Để ta say, ta say, ta say. Say thiệt rồi. Say chưa quý vị? Quá say luôn. Anh say chưa? Quá. Đâu cần rượu mà say anh thế chứ. Đây, vô. Vô cái đêm hát cuối cuối cho nghe. Này nước thôi nha quý vị. Đâu. Vô nước lạnh. Khi mà Hồ Lệ Thu hát bài này thì nước hay là không nước hay không rượu gì cũng say. Vẫn say. Để ta say quên cuộc tình. Cuộc tình dối trá. Để ta say quên dòng đời. Dòng đời phù phàng. Để ta say, say quên đi người xưa cũ. Để ta say quên đi quên đi quên đi cả dối gian. Phải ôm. Và kính thưa quý vị, để ta say. Và kính thưa quý vị, trước khi mà tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chị Thúy Hạnh Florida, anh Nghĩa Sữa ơi, hôm nay anh đeo kính nhìn không ra luôn. Em nói là em thương anh thiệt lòng, giờ anh phải giải quyết đi. Ôi trời ơi, chết rồi. Mỗi tuần nhớ đều trông ngóng đến show để coi anh Công Thành lúc nào cũng đẹp trai. Và chúc anh vui vẻ. Anh chu mỏ ra cho em hôn một cái. Chu mỏ, ui ôi ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Mà mình sao bên này đòi chu mỏ, mình muốn ói quá. Anh Nghĩa Sữa ơi, anh ráng chu làm sao cái mỏ mà qua tới Florida. Đó, đúng rồi. Nghe nói anh đi một tháng là em ngủ không được. Ôi trời. Nên anh hôn em vài cái để bù những tuần sau. Hôn. Oh man, Nghĩa hôn cái dâu kỳ quá. Nghĩa đi nhúc cái dâu kỳ quá. Đó là cho Thúy Hạnh, Ohio, Florida. Cô Cathy, Ohio. Ông xã tôi thích nhất là show của Công Thành. Cảm ơn Cathy. Anh Công Thành có thể hát Happy Birthday cho ông xã tên Linh và birthday chị hai là tên Thùy. Vâng, một lát nữa cũng có trong tuần này luôn. Gia đình tôi 4 người ngồi xem chương trình. Ông xã tôi phải ngồi trước TV để đến chương trình của anh, đợi chương trình của anh Công Thành. Cảm ơn anh Linh. Chị Hoài, North Carolina. 2 cháu nhà em 4 tuổi. Chuẩn bị birthday 5 tuổi và 1 cháu 2 tuổi. Các cháu còn nhỏ nhưng rất mê chú Công Thành và chú Nghĩa Sữa. Tuần này là mùa Trung Thu. Mong hai chú hát bài Trung Thu tặng cho 2 bé nhà em và cũng tặng cho hết các cháu khác đang coi chương trình. Cảm ơn đài VHN có chương trình hay. Mong anh Bruce Trần cho chương trình dài thêm nửa tiếng nữa. Anh ơi, hình như bài... anh mời em lên đây để mọi người khen anh hay sao? À đúng rồi. Cái này là lúc đầu thôi, sau là có khen em nữa. Nhìn cái hình này là khen quá trời khen. Ok, một bài nhờ Tuấn hát bài Tết Trung Thu. Xin chúc
chúc các em một Tết Trung Thu thật là vui. Đó, có rồi đó. Tại sao là em vậy? Mình nghĩ anh Công Thành. Em thuộc. Chắc em còn còn. Em cứ hát đi rồi chị sẽ hát cái version mới. Con câu nha. Em nghĩ cho em cái kia. Tết Tết Trung sai rồi đấy chứ. Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay, em mua ca vui đón trăng rằm. Bất hứng ghê. Đó là Tết Trung Thu. Anh ơi, quý vị. Anh, nhưng mà hồi em cho hồi Lệ Thu nói một câu quý vị. Cười sau ha. Cái này sẽ cười nè. Hồi em nhỏ em đâu có hát vậy đâu. Em nhớ hồi nhỏ em cứ tới mùa Trung Thu em cầm cái lồng đèn giấy em đi vậy nè. Nguyên một đám con nít trong xóm em luôn. Mà em nhớ hát khác anh. Khác không? Lời em hát bảo đảm không? Lời bảo đảm không? Cái lời em nguyên xóm hát mà. Nguyên xóm hát lận. Cao quá anh cho em xuống cái nữa đi xuống cái lầu 1. Tết Trung Thu nó cao quá à. Tết xuống thôi để khỏi. Đèn lồng nó thấp đèn, chút. Đèn lồng. Tết Trung Thu em rước đèn đi tu. Ba ở nhà ba khóc lu bù. Thằng cu tí nó đòi đi theo. Ba ở nhà ba quýnh cho nó một trận chết quèo. Em nhớ hồi nhỏ em hát vậy á. Bây giờ Tết Trung Thu cho nít mà được đánh trận chết quèo. Ồ, Công Thành và anh Nghĩa Sứa đẹp trai quá. Đứng lên nghe. Em rất thích chương trình. Ca sĩ Hồ Lệ Thu có thể ca một bài và chị thích nhất cho em được không? Dạ, vừa mới hát xong. Đó là dạ, của Jonathan ở San Jose chị. Trina San Jose, anh Huỳnh Gia Tuấn đẹp trai và hát hay quá. Đứng lên. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi và có bạn gái chưa? Giấu tuổi được không ạ? Giấu tuổi. Dạ chưa có bạn gái. Mà chưa có bạn gái. Available. Có thể nào share với khán giả về mẫu người trong mộng của Huỳnh Gia Tuấn được không? Em tham lắm. Em người trong mộng em muốn đầy đủ mọi thứ hết. Vừa đẹp mà vừa hiền mà vừa hiền thục mà. Đẹp, hiền. Hiền thôi đừng có thục em. Mà giàu nữa không có tiền. Đó, chắc phải là làm ăn, biết làm ăn giỏi. Dạ. Thì đừng có giàu sơ sơ, 10 ngón tay đeo 3 cái hộp xoàn được rồi. Chị Thanh ở Sacramento xin hỏi anh Công Thành là chị ca sĩ Như Quỳnh có bao nhiêu người em nuôi? Có một phải không? Một phải không? À, đâu có ai nữa đâu. Dạ chắc cũng và bao nhiêu lắm em ruột. Em cũng đang tính xin vô danh sách đó. Chị Như có. Đúng rồi, chị Như có nhiều em nuôi. Và mà. Tường Nguyên có phải là em ruột của Như Quỳnh không? Thì như là em nuôi phải không? Dạ đúng rồi, anh Tường Nguyên là em nuôi. Anh Tường Nguyên và em là em nuôi. À, Tường Nguyên là em nuôi. Em rất thích chương trình của anh Công Thành. Cảm ơn chị Thanh ở Sacramento. Anh Bình New York, anh Huỳnh Gia Tuấn ơi, hát tặng cho ông xã em một bài hát được không? Dạ vừa mới hát rồi. Bài nào cũng được, ông xã mê giọng ca của anh lắm. Gia Tuấn trẻ, đẹp trai, hát hay. Đứng lên đẹp trai. Anh ơi em đình công. Hôm nay em bị em người quá đáng. Chưa. Nãy giờ toàn là anh Trung Thành đẹp trai, anh Nghĩa Sử đẹp trai, anh Quỳnh Gia Tuấn đẹp trai. Đấy. Em ngồi đây em trai mặt luôn à. Xin hỏi Gia Tuấn là tên thật hay là nghệ danh của anh? À, dạ nghệ danh. Nghệ danh, tên thật là gì? Dạ là Kyle Tuấn Huỳnh. Cái gì? Quỷ Nhân Tèo. Anh nhắc tèo mới nhớ. Kyle Tuấn Huỳnh. Anh nhắc tèo em mới nhớ là bạn em nó không gọi em Huỳnh Gia Tuấn mới gọi em Huỳnh Gia Tèo không à. À vậy hả? Không mà thấy cái tên tèo nó dễ thương, nó gần gũi hơn. Chắc anh có nhiều bạn gái theo lắm phải không? Dạ vâng ạ. Kính thưa quý vị, lại xin phép quý vị cho đài VHN kiếm tí tiền trả cho nhân viên. Phần quảng cáo xong, Thành và Hồ Lệ Thu và Tuấn sẽ trở lại với tất cả quý vị.